Quý khán giả thân mến, hiện tại thì mình đang ở đường dẫn đi lên cầu Mỹ Thuận 2 phía bên bờ của Tiền Giang. Thì dự án cầu Mỹ Thuận 2 có điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và có điểm cuối kết nối với tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Thì ngay tại vị trí này thì quý vị khán giả thấy được đang kết nối với tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đây. Thì hướng này là hướng các phương tiện lưu thông di chuyển từ quốc lộ 30 từ Mỹ Thuận đi lên Trung Lương ha. Đây, phương tiện lưu thông rất là nhiều ở đây. Thì ngay tại vị trí này thì đang gào lại rồi ha, chưa có lưu thông được. Thì sẽ khánh thành cầu Mỹ Thuận 2 và thông xe vào cuối tháng 12 năm 2023. Hôm nay thì cũng có dịp đi ngang đây đó, nên là cũng quay cho cả nhà mình xem về cái phần đường dẫn đi lên cầu Mỹ Thuận 2 phía bên bờ Tiền Giang như thế nào, cũng như quay cho mọi người thấy được cái lối ra lối vào của cái đường dẫn đi lên cầu Mỹ Thuận 2 ha. Đây ạ. Hướng này là hướng đi lên nè, hướng xe đang chạy nè, là hướng đi lên thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng bên đây là hướng cái bên cái hàng rào này nè. Là hướng này là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về. Bắt đầu là ga trạm thu phí rồi ga quốc lộ 30 đi ngã ba Thế Trung hoặc là đi lên Cao Lãnh ha, đi lên An Hữu. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ thử chạy xe từ cái nút giao này là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh qua cái chỗ này luôn ha. Mình giả dụ là chỗ này đã mở cửa rồi, đã lưu thông rồi, thì mình chạy một đoạn cho cả nhà mình xem đi lên Cầu Mỹ Thuận 2 luôn. Cho mọi người thấy được cái đường dẫn bên bờ của Tiền Giang hôm nay như thế nào ha. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ chạy bằng cái con chiến mã này của mình. Chinh chiến với mình rất là lâu rồi. Những cái video, những cái clip của mình đó, thì đa số là mình đi bằng em chiến mã này. Quay cho mọi người xem. Hôm nay thì mình thấy là cái phần đường dẫn cũng sắp hoàn thành 100% rồi. Bây giờ mình lưu thông nha, chạy thử coi hôm nay các anh đã làm tới đâu rồi. Chỗ này là chỉ cần tháo hàng rào nữa thôi là sẽ phương tiện là lưu thông chạy qua luôn. Cái khúc này do mình có con tài nó hơi rung, cả nhà mình thông cảm nha. Rồi, chỗ này thì các anh bắt đầu là đặt những cái con lươn vào vị trí cái giữa đường rồi nè. Phân làn đã để vào rồi nhưng mà các anh chưa có sắp xếp cho nó ngay thẳng cho nó ok. Con lươn nhìn đẹp mọi người, đúc sẵn hết nha. Bắt đầu là từ bãi tập kết thì các anh mang tới. Còn đây là hướng lưu thông từ cầu Mỹ Thuận 2 đi về hướng quốc lộ 30 đây. Đây là cái lối ra đây. Lối ra quốc lộ 30 nha, đi về An Thái Trung, về An Hữu, ra quốc lộ 1A. Rồi, phút này á, là các anh đã sắp con lươn ngay ngắn, rất là đẹp rồi. Đây, đoạn này quá đẹp rồi. Và hai bên thì mình thấy các anh đã thi công cái tôn lượng sóng là cái lan can rất là đẹp rồi. Cái tôn hậu lan ha. Rồi, bên đây là các anh cũng đã lắp cái tôn rồi nè. Đường dẫn hai bên đầu cầu của dự án cầu Mỹ Thuận 2 dài 4,7 km. Trong đó bờ Tiền Giang là 4,3 km và bên Vĩnh Long là dài 0,4 km. Cái đường dẫn bên Tiền Giang này rất là dài nha. Thì mình thấy là ở giữa thì có con lươn và hai bên thì có hai làn đường, mỗi bên là hai làn. Còn cái cầu Mỹ Thuận 2 á là có 6 làn đường nha, mỗi bên là 3 làn.
nhưng mà cái bằng đường dẫn đi lên thì sắp tới thì sẽ mở rộng cũng là 6 làn đường, nhưng mà giai đoạn này là giai đoạn 1 là 4 làn đường. Con lương là đã gom đầy đủ hết rồi, thì bây giờ là chỉ chờ sắp xếp cho nó ngay ngắn, cho nó sát sát nhau nữa là ok. Mình chạy xe thực tế như vậy luôn để mà quý khán giả có thể thấy được cái đường dẫn này như thế nào, rồi vạch kẻ đường, rồi con lương lan can này kia ra sao. Sắp tới thì còn hệ thống đèn chiếu sáng nữa cả nhà. Cái phần thảm nhựa mà xong xuôi hết rồi, kẻ vạch phân làn, vạch kẻ đường, những cái tim đường này kia nè, xong hết rồi. Sắp tới là còn cái hệ thống đèn chiếu sáng nữa là quá ngon lành, ok luôn. Ở bên Vĩnh Long, cái phần đường dẫn thì các anh cũng đã thảm nhựa rồi, nhưng mà cái vạch kẻ đường ở giữa là cái vạch màu trắng trắng này nè, mà thì các anh chưa có kẻ cái vạch chỉ đường này ha. Hai bên thì đường dân sinh rất là ok luôn. Buổi chiều thì có mấy bạn học sinh, những cái bạn trẻ hay đến đây để mà chụp hình check-in ở cái đường dẫn đi lên cầu Mỹ Thuận 2 á. Những cái tấm hình rất là đẹp luôn nha, mình thấy các bạn đăng lên Facebook cũng rất là nhiều á. Sắp tới thì khi mà thông xe rồi thì chỉ xe lớn được đi thôi nha cả nhà ơi. Cái phần xe máy thì không có được lưu thông trên cái tuyến cao tốc này. Đây cái ton nè. Ở miền Tây của mình thì ton lưỡng sóng, rồi cái từ kỹ thuật thì nghĩa là cái ton hậu lan can đó cả nhà. Có cái màn vàng nữa nè, cái này là cái phản quang chiếu sáng nè. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 rồi, những ngày cuối tháng 9 rồi, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Vậy là còn 3 tháng nữa là sẽ hoàn thành dự án cầu Mỹ Thuận 2, lúc đó là khánh thành và thông xe luôn. Tuyến này là bắt đầu là đưa vào hoạt động. Wow, cái khúc này là cây cầu vượt đây, bắt qua nhà dân, bắt qua một cái con đường phía bên dưới là cái đường đi vô bến phà cũ đó. Là phía bên đây là quốc lộ 1A nè, bên tay trái là song song với quốc lộ 1A. Đây là cái cầu vượt bắc qua nhà dân. Tới vị trí này thì quý khán giả thấy được cầu Mỹ Thuận 2 và Mỹ Thuận 1 song song với nhau, rất là đẹp luôn. Hai cây cầu cách nhau khoảng 400m thôi. Tổng vốn đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 là 5.000 tỷ đồng. Đây, chút xíu này mình sẽ chạy sát lên chỗ mà trụ T15 luôn, cho quý vị khán giả thấy được cận cảnh nhất cây cầu Mỹ Thuận 2 nha. Quá đẹp. Hôm nay được một hôm trời nắng nè, quá ok luôn. Bây giờ là 1 giờ mấy, gần 2 giờ thì bắt đầu là các anh công nhân kỹ sư của đơn vị Trung Chính bắt đầu ra công trường để làm việc đây. Ca sáng thì bắt đầu 7 giờ đến 11 giờ và ca chiều bắt đầu từ 2 giờ đến 6 giờ. Đây
Mấy cái này là mấy cái hình chữ nhật này dài dài nè. Hôm trước thì quý vị khán giả hỏi là cái này là để đúc, để đổ bê tông để làm cái gì, thì các anh bắt đầu là lắp vào đây nè, như là hệ thống hàng rào đó cả nhà. Đó, thấy không? Cái hệ thống hàng rào, cái đường dân sinh đó. Này là không cho người dân xe cộ đi vào cái đường cao tốc này, chỉ xe lớn được đi thôi, nên là các anh làm cái hàng rào cao lên luôn. Đây là sắp tới cái phần trụ chính này, sắp tới cái trụ T15 rồi. Ở những video trước thì mình không có dám chạy lên trụ T15, thì hôm nay thì mình sẽ chạy lên gần tới luôn, quay cho cả nhà mình xem. Từ đây sắp tới là còn rất là nhiều công việc. Hợp long xong thì các anh hạ xe xong rồi các anh làm lan can hai bên, đúc lan can, rồi các anh làm thảm nhựa, rồi hệ thống đèn chiếu sáng, rồi rất là nhiều cái công việc luôn. Rồi tới đây là cái phần trụ chính giữa sông T15 và T16, nhìn rất là rõ đây. Lên đây thì có 3 làn đường nha, mỗi bên là 3 làn rồi đó. Giống như cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương thì bên này là có thể là cái đường lối đi khẩn cấp nè. Còn bên đây thì hai làn ở giữa là nét đứt, còn đây là nét liền đó. Chạy từ từ, bây giờ nhìn xem nè. Hai trụ tháp chính bây giờ đã hoàn thành những cái báo cáo di văn cuối cùng xong rồi, thì sắp tới sau khi họp long xong thì các anh sẽ tiến hành căng cáp lần 3 và sẽ tiến hành cắt cáp. Thì hôm nay thì các anh công nhân kỹ sư của các nhà thầu đang tập trung thi công chỗ mà cái dầm họp long, là cái chỗ mà họp long nhịp giữa cuối cùng trên cái dàn đại giáo, thì các anh đang lắp khoáng khuôn làm thép, rồi cũng như là đang luồn cáp dưỡng lực ha. Ngay tại vị trí đó thì cáp dưỡng lực rất là nhiều luôn, nên là cái quá trình luồn chắc sẽ tốn rất là nhiều cái thời gian. Và các anh dự kiến họp long vào giữa tháng 10 năm 2023. Hôm nay là ngày cuối tháng 9 rồi, thì không đầy một tháng nữa, là khoảng hơn nửa tháng, hơn 2 tuần nữa là sẽ họp long rồi. Cái tiến độ rất là mau. Các anh đang tranh thủ vào mùa mưa đó, thì làm rất là vất vả, nên là bây giờ cũng tranh thủ trời nắng nè, nên là các anh thi công rất là gấp rút luôn nha. Rồi tới đây là không có di chuyển được rồi nữa rồi. Sau gần 15 phút thì mình di chuyển từ cái phần đó đi ra đây. Rồi xuống thôi mọi người ơi. Không phận sự cắm vào. Tới họp long chắc là sẽ rất là hoành tráng ha. Khi nào mà họp long thì mình sẽ cố gắng mình cập nhật cận cảnh nhất, chi tiết nhất cho cả nhà mình xem. Thì mình vừa chạy một vòng từ cái điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và đi lên tới cầu Mỹ Thuận 2 luôn. Quay cho cả nhà mình thấy được những cái tiến độ mới nhất như vậy ha. Thì cơ bản thì các anh đã làm lan can xong hết rồi. Hai bên lan can là rất là đẹp rồi, và ở giữa thì còn
một số đoạn chưa có sắp chip cái lan can ngay ngắn như thế này thôi, chứ lan can là cũng gần như là đầy đủ rồi, và kẻ vạch phân làn, những cái kẻ vạch kẻ đường, những cái mũi tên chỉ dẫn đường đó thì cũng xong xuôi hết rồi. Cơ bản là cũng hoàn thành khoảng 97-98% rồi. Bắt đầu là các anh công nhân kỹ sư của đơn vị trung chính ra công trường làm việc đây. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều đã theo dõi video của mình chiều hôm nay ngày 29 tháng 9 ha. Cảm ơn người rất là nhiều lúc nào cũng đồng hành và theo dõi những video của mình. Chúc tất cả quý vị khán giả, các anh công nhân, các anh kỹ sư có rất nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt công việc của mình, sớm đưa vào hoạt động cầu Mỹ Thuận 2 để mà giúp bà con đi lại được thuận tiện hơn, dễ dàng hơn. Cảm ơn các anh rất là nhiều nha. Bye bye.